bạn nhé. Hôm nay mình lại tiếp tục hoàn thiện xong bộ máy 1500 x 1500 mét rưỡi nhé. Đây ba cái bộ trục của nó nhảy nhé. Đây là bộ trục X này, trục X thì nhé. Kia bộ trục Y này, đây bộ trục Y này. Trục Z thì gắn sẵn đây lên trên này luôn. Đây mình đo kích thước cho các bạn xem này. Kích thước một chiều của nó là 150, đây nó vào 153 nhé. Đây 153 này. Đấy, bên này lạnh thế 152, 153 này. Hai cái bộ trục Y này bằng nhau nhé. Đấy, 153 này. Để lắp ráp cái máy này thì hướng dẫn các bạn là các bộ trục của nó sẵn hết nhảy rồi, bây giờ chỉ việc ghép vào thôi. Bộ trục Y đi nhé, Y sẵn đây nhé. Thì là bình thường mình có làm 4 cái thanh nhôm để bắt vào cái khe này để nó giữ bàn phay nhé. Đặt bàn phay lên trên chốc 4 cái thanh nhôm đấy. Đấy, còn nếu còn trường hợp mà các bạn không dùng thanh nhôm néo nhá, thì mình làm sẵn chân. Mình làm sẵn chân để các bạn bắn xuống dưới bàn hoặc bắn xuống cái tấm kê nhá. Đây mình có sẵn đây một chân này, hai chân này. Ba chân nhá. Mỗi bên có ba chân này này, ba chân này các bạn có thể bắn trực tiếp xuống dưới nền. Bắn trực tiếp xuống dưới bàn này và các bạn không cần trường hợp mà các bạn chạy 4 trục ấy, bạn bỏ hết các cái thanh nhôm này ra vẫn chạy bình thường được nhé. Đây này nó có 4 thanh nhôm đỡ ở giữa này nhé, như này nhé. Cái thanh nhôm này quan sẵn lỗ hết các thứ rồi bắt nó vào đây nhé. Đấy, trường hợp mà các bạn phay đặt phẳng này, các bạn lắp 4 cái thanh này vào cho mình này. 4 thanh này thì sẽ đặt gỗ MDF lên trên chốc này. Đấy, các bạn gá gỗ MDF lên trên chốc 4 thanh này nhé, để mình phay mặt phẳng ấy. Thế còn lúc nào mà ví dụ như là bạn không phay mặt phẳng, các bạn sẽ tháo 4 thanh này ra này. Tháo 4 thanh này ra nhé, thì có cái bộ trục một cái bộ trục 4 trục ở đặt ở dưới này. Đây nha, mình sẽ có thêm một cái bộ trục dài 1,5 mét này. Đấy, bộ trục mâm cặp đấy. Nó đặt ở đây nhé. Thì nó có chống tâm bên này mình chưa lắp. Mâm cặp ở bên này, mâm cặp cái chống tâm ở đây đặt, mình đặt dài đây. Ấy thì cái này các bạn có thể chốt trực tiếp xuống dưới mặt bàn hoặc là chốt xuống dưới nền nhé. Thì các bạn là khoan xuống dưới ấy, vì là cái này cái bạn các bạn có thể kê cao lên tùy ý nhé. Đây ví dụ như các bạn muốn kê cao lên bằng này cũng được này, hoặc bằng này đều được nhé. Đấy thì cái bộ trục của các bạn sẽ lọt ở bên dưới này. Đấy, ví dụ các bạn kê cao này lên. Đấy, thì sau đấy là mình sẽ có ba cái chân này quan sẵn lỗ rồi nhé. Đó, bắt xuống, bắt cố định xuống dưới mặt bàn. Đấy là hai bên, cả hai bên bên kia nữa. Cái này nha, bây giờ cái bộ này là có 4 servo này, 4 servo servo AC nhá. Đấy, đây 4 servo AC này, lắp sẵn cơm lối nhá, servo AC Delta này. Cái này là 13, dài 13 nhá. Đấy, cơm nối đây, bắt sẵn hết rồi. Đấy, còn driver của nó trong tủ này nhá, driver đây. Driver của nó có một cái này, hai cái, ba cái, bốn cái này. Đấy, 4 cái C. Đấy, 4 cái servo AC đây nhá, 1, 2, 3, 4 cái đi nhá. Đấy, trong tủ ấy.
Đây thì một cái ủ motor của nó sẽ như này nhé. Bộ motor của nó sẽ như này, bao gồm hai dây nhé, một dây đấy và một dây encoder này, một dây điều khiển này, encoder và một dây của động cơ nhé. Đấy thì servo của nó như này nhé. Thì các bạn mình lắp sẵn hết khớp nối ở phía đằng này rồi. Đấy. Thì các bạn chỉ việc chụp vào đây thôi. Bạn chụp vào đây nhé. Bạn quay cái phía dây này ra sau này. Chụp vào đây nhé. Đấy. Chụp vào đây và bắt ốc vào cho mình thôi. Đây nhá, sau đấy của nó đây, của ốc. Ốc là mình là bắt sẵn ở cái servo này nhá, mình sẽ vặn sẵn đây, các bạn sẽ tháo ra và bạn bắt vào đây này. Đấy thì có hai con ốc bên trên này thì là hai con ốc bên trên thì là có eco. Đấy còn hai con ốc bên dưới, bên phía dưới này là mình để eco sẵn bên trong rồi nhá, các bạn chỉ việc lấy tô vít vặn vào thôi. Đấy đây nắp giáp này. Đấy và hai con ốc bên dưới nhé, hai con ốc phía dưới này bạn là đấy, xỏ dưới này nhé. Đấy các bạn vặn vào này, máy này ráp rất là dễ nhé. Đây bạn giữ đây, giữ trên này nhá, giữ bên này nhá. Đó là một cái dùng tô vít xoáy này, xoáy cho chắc vào nhá. Đấy thì lắp cái máy này nhá, các bạn mua một cái lục giác mình nhá, cái lục giác dài 2,5 mm nhá, 2,5 mm như thế này. Thì đây mình, sau khi mình bắt xong mình sẽ vặn cái khớp nối ở đây này, chọc vào vặn khớp nối đây nhé. Đấy bạn đổi chiều, đổi đầu đi để cho nó chặt hơn này. Thì các bạn cứ siết vừa tay này được rồi. Đấy đây nó sẽ chặt khớp nối này, các bạn lấy tay quay này. Đây là quay cái này, lưu trong thẻ nhớ. Lắp cái bên này nhé, servo bên này nhé, lắp của trục X này, trục X đưa vào đây, chụp vào nhé. Thế các bạn bắt 4 con ốc vào.
dây như này nhé, dây bên trên này, phía trên này, đấy, khớp nối đây nhá, xoay khớp nối lên này, vặn này. Đấy, lắp xong servo của trục X này. Đấy, còn hai cái của trục Y nhé. Trục Y thì đây. Bạn có thể nhả ra để bắt nó dễ được nhé. Lằm nó ra này, bộ trục lằm ra này nhé. Đấy, quay này đây. Bốn ốc bắt vào. Thò tay về phía trong này nhá, nếu mà nó hơi khó các bạn thò cái tay về phía bên trong rồi này. Đấy. Đấy, và các bạn lấy cả lê này, với lại một cái tô vít các bạn siết vào nhá. Bốn con siết hết cả bốn con vào. Đấy, cái này nó bắt xong này. Sau đấy cứ nhớ vặn khớp nối này. Khớp nối của nó đây nhá. Vặn chiều này trước, sau đấy vặn bằng chiều này nhá. Để khóa chặt này. Đấy, các bạn khóa chặt này được. Đấy. Xong nhé, bạn đặt lên này. Đặt lên. Đấy, bộ trục Y nhé. Còn bộ trục Y bên này nữa, thế này. Đây, cái này lật ra này. Quay này lắp này. Chụp này vào nhé, lật theo bên kia, lật sang bên này nó dễ hơn này, dễ lắp hơn nhé. Con ốc nhé. Đấy, cái này bạn thò tay vào bên trong nhé. Thò tay bên trong này các bạn là thể dùng tô vít này, tô vít với lại giữ bên trong này nhé, cái tô vít bên ngoài bạn lấy cà lê xỏ đây mà giữ chặt và siết nhé.
còn một con ở phía đằng trong. Đấy, như này là bắt xong phủ xe vô của chú Y nhé. Đây lật lên.